này thiện hiện vì năm loại mắt rốt ráo xa lìa sáu phép thần thông cũng rốt ráo xa lìa nên đại bồ tát có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện vì mười lực Phật rốt giáo xa lìa, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng cũng rốt giáo xa lìa, nên đại Bồ Tát có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện vì pháp không quên mất rốt giáo xa lìa, tánh luôn luôn xả cũng rốt giáo xa lìa, nên đại Bồ Tát có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện vì trí nhất thiết rốt giáo xa lìa, trí đạo tướng trí nhất thiết tướng cũng rốt giáo xa lìa nên đại bồ tát có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện vì tất cả pháp môn đà la ni rốt giáo xa lìa tất cả pháp môn tam ma địa cũng rốt giáo xa lìa nên đại bồ tát có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện vì tất cả hạnh đại bồ tát rốt giáo xa lìa nên đại bồ tát có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột này thiện hiện vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt giáo xa lìa, nên Đại Bồ Tát có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Này thiện hiện vì trí nhất thiết trí rốt giáo xa lìa, nên Đại Bồ Tát có thể chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Lại nữa, này thiện hiện, nếu bát nhã ba la mật đa chẳng phải rốt giáo xa lìa, thì chẳng phải là bát nhã ba la mật đa Nếu tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa Chẳng phải rốt giáo xa liền Thì chẳng phải là tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa này thiện hiện nếu pháp không nội chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là pháp không nội nếu pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt giáo pháp không không biên giới pháp không tàn mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tánh tự tánh chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh này thiện hiện nếu chân như chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là chân như nếu pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghì chẳng phải rốt giáo xa lìa thì chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới